Em chào tất cả các bác. Em bao ship đơn hàng từ 200.000 ạ. Các bác lấy vật tư như là vỏ thông, phân thuốc cũng như là chậu mốc đủ 200.000 em sẽ bao ship ạ. Trong video ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác một chút về hoa lan cũng như là vật tư. Ở hoa lan thì hiện tại em còn có ít thôi. Đây em còn có chậu vị hoàng láng này. Vị hoàng láng này gồm có 3 thân. 3 thân bản lá bé thôi ạ, bản lá được có 2,5 cm thôi để các bác làm giống. Đấy chậu 3 thân này 150.000 này. Với cả một chậu vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng này là 50.000 ạ, 50.000 hai thân, hai một mẹ một con. Để các bác mà lấy cả hai chậu này thì em sẽ tặng các bác lấy hai chậu này là 200.000, 200.000 gồm có một chậu vị hoàng 3 thân này với cả chậu vàng cánh bầu Hải Phòng 50.000 này thì em sẽ tặng các bác cái vị hoàng lá sần. Đấy. Một mẹ một con bé lắm. Một mẹ một con vị hoàng lá sần này. Để em tặng các bác cái mầm này với cả thêm hai cây gieo hạt nữa về để các bác trồng sưu tầm chơi. Đấy. Em đang dọn vườn cho nên là em không, vườn em rất là bé cho nên em không thể mang nhiều cây đi được, cho nên là để các bác lấy chậu vị hoàng với cả vàng cánh bầu 200.000 thì em sẽ tặng các bác mầm vị hoàng sần với cả thêm hai cây gieo hạt các bác trồng chơi. Đấy là hoa lan em còn là một chút ít vậy thôi. Hoặc là các bác mua hàng gieo hạt, hàng gieo hạt thì 10.000. 10.000 một cây các bác. Đấy. Các bác mua hàng gieo hạt về trồng sưu tầm chơi thì 10.000 một cây. Đấy là về hoa lan các bác ạ. Hoa lan thì nhà em không còn nhiều. Còn chậu ạ, chậu đây các bác ơi. Chậu thì các bác ơi, mỗi chậu ít lỗ này này, mỗi chậu ít lỗ này thì nhà em hiện tại còn có phi 16 thôi. Nhà em còn có phi 16 thôi ạ. Còn phi 14 này, phi 21, phi 18 nhà em đang hết rồi. Thì phi 16 này là 2.000 một cái. Thì nhà em chỉ còn có phi 16 thôi. Còn mẫu nhiều lỗ ạ, mẫu nhiều lỗ thì nhà em có phi 17, 19 và 21. Đấy nhà em còn có 3 cỡ thì là giá của nó là 2.000, 2.500 và 3.000. Đấy. Còn mẫu ít lỗ thì nhà em còn có mỗi phi 16 thôi ạ. Phi 16 thì các bác có thể dùng để trồng những cây con hoặc là những ươm ki cũng đều được. Chậu thì nhà em vẫn có các bác, còn những cái mẫu chậu khác thì nhà em vẫn có này, mẫu chậu sen, mẫu chậu bí. Mẫu chậu sen, chậu bí này thì là hàng nhựa HD. Bền đẹp các bạn. Nhựa HD này, màu nâu. Cái này thì là sen này, sen phi 2 em cầm trên tay này là phi 20. Phi 20 này, phi 25 và phi 30. Giá của nó là 10.000, 13.000 và 20.000 ạ. Còn mẫu chậu bí ạ, mẫu chậu bí thì giá của nó là 10.000, 12.000 và 16.000. Để bộ chậu bí thì trông nó gọn gàng hơn và nó không có kèm lan phụ cho nên giá cả của nó có rẻ hơn một chút các bạn. Không kèm lan phụ thì mình trồng được rất là nhiều dòng, kể cả thân thòng này rồi dòng dáng hương. Để dòng dáng hương, dòng đà dáng hương đơn thân như là đuôi chồn, đuôi cáo hoặc là đai châu thì các bác trồng cái chậu bí này thì rất là đẹp. Chậu nhựa thì được cái là nó khá là nhẹ các bạn, nó không làm mình nặng dàn, với cả nó cũng rất là bền nữa. Nhựa này nhựa HD cũng rất là bền. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu với các bác này, phân dê nhà em về rất là nhiều, rất là khô các bạn. Một bao như thế này được, một bao như này có 20 cân. Đấy, một bao như này là 20 cân này được rất là nhiều luôn. Phân dê thì các bác có thể dùng để bón lót này, rồi bón lót này, bón gốc đều được ạ. Đây này rất là khô luôn ấy, khô cong luôn. Cái này thì 15.000 một cân các bạn. Phân dê thì 15.000 một cân. Còn phân trâu thì là 18.000. Phân trâu thì nó cầu kỳ hơn một chút, làm nó cầu kỳ, nó rất là lâu khô cho nên là giá cả của nó cũng cao hơn một chút các bạn. Đây còn về phân thuốc thì nhà em vẫn có này. Ben các bác, ben 1 ạ. Ben 1 hộp 1 cân thì này là 55.000 một hộp này. Hộp 1 cân. Còn ben bao ạ, ben bao 10 cân. Ben bao 10 cân này, 10 cân này thì nó là 470.000 một bao 10 cân. Các bác mà lấy từ 5 cân là 240.000 ạ. Ben này thì nó ép viên rất là chặt các bạn, ép viên to, ép viên rất là chặt cho nên là các bác cứ dùng để bón lót, bón gốc đều được. Bón giải mặt ấy thì đến lúc mà tầm khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng các bác nhặt đi và mình thay cái khác vào, nó không mủn ra và làm bẩn giá thể. Còn những phân thuốc khác thì nhà em vẫn có đầy đủ các bạn, phân thuốc khác đây. Kích rễ này, kích rễ có Biorot của Mỹ. Biorot này là hàng chiết 50ml 45.000. Còn em có một loại nữa là N3M, N3M của Việt Nam. N3M thì là 25.000 lọ 100g.
Đấy, Fisan này, Fisan sát khuẩn này, Fisan lạnh này 55.000 100ml. Cái này là chống thối ạ. Zinan ạ, phân Zinan bón gốc, phân tan chậm bón gốc thì nhà em có 3 loại, đó là loại cho cây con, cây trưởng thành và cây ra hoa. Đấy 25.000 một lọ, lọ 150g. B1 ạ, B1 Thái 25.000 100ml, còn B1 của Gromo là 35.000 235ml. Đấy chế phẩm Hùng Nguyễn. Chế phẩm Hùng Nguyễn này thì 25.000 một lọ. Các bác lấy từ 10 lọ là 220. Antonic các bạn, Antonic dạng gói này. Antonic dạng gói một hộp 10 gói có 70.000 thôi. Dạng gói này. Antonic là kích thích sinh trưởng các bạn, loại này được các bác lựa chọn rất là nhiều để dùng cho cây hoa. Còn B1 Thái 1 lít, B1 Thái 1 lít đấy ạ. B1 Thái 1 lít này có 140.000. Ở mùa này các bác có kiwi xanh các bạn, kích mầm. Ôi em còn một cái vòi nữa, em tưởng hết vòi, vẫn còn một cái vòi. Cái này 15.000 các bạn, vòi này 15.000 một cái này. Ồ, hôm trước em tưởng hết rồi nhưng mà vẫn còn một cái. Đấy vòi này 15.000, vòi này tưới rất tưới hoa này, tưới cây, tưới rau đều được các bạn. Cái vòi này nó đặc biệt là cái đầu nối với cái vòi nó rất là dài và nó phù hợp với rất là nhiều kích cỡ vòi đây. Một cỡ này, hai cỡ, ba cỡ vòi khác nhau. Ở đây nút điều chỉnh nó sẽ ở đoạn này. Các bác vặn cái này này. Các bác vặn thì nó sẽ phun mưa này, phun sương này. Nó rất là phun được rất là xa các bạn. Cái này đặc biệt là cái vòi này dùng khá là thích, dùng rất là thích so với cái vòi to này. Để em cho các bác xem cái vòi to này. Vòi to này đợt trước em nhập thì rất là đắt, nhưng mà thực ra em thấy cái vòi to này dùng không thích bằng cái vòi bé này đâu. Cho nên là cái vòi to này em không bán nữa. Để các bác nào dùng thì các bác nào cần đấy, các bác nào chưa có ấy mà các bác thích vòi to, các bác cứ bảo em sẽ cho các bác. Em còn 2 cái thôi. Vòi to như em còn có 2 cái thôi. Các bác nào mà chưa có vòi tưới ấy thì em cho được, em sẽ cho các bác. Vòi này đợt trước em nhập là vào 50 hay 60 nghìn một cái ấy. To nhưng mà nó thực ra nó to nhưng mà nước nó vườn các bác rộng thì các bác dùng được, nhưng mà nhưng mà em thấy nó cứ thế nào ấy các bạn, nó không được như ý mình muốn ấy. Có điều chỉnh được nhưng mà em cũng không thích lắm. Tại vì em còn 2 cái thôi, các bác nào chưa có thì em cho các bác. Em khuyến mại các bác luôn. Thì còn 2 cái. Còn cái này thì 15.000 ạ. Cái bé này thì em vẫn đang giảm giá 15.000 một cái, em còn có mỗi một cái thôi. Đấy, còn hai cái vòi này để bác nào chưa có thì bác nào mà cần thì em sẽ tặng các bác, cho các bác luôn. Đấy, lấy là hai cái vòi này. Ngoài ra thì bộ dao này. Bộ dao này 30.000 ạ, dao tách chiết cây này. Rất là sắc các bạn. Gồm có 3 dao. Keo liền sẹo thì có keo Mỹ Tiến này 25.000. À keo Mỹ Tiến này 30 ạ, keo Mỹ Tiến 30, còn ngoài ra em có keo đen ạ. Keo đen keo liền sẹo, keo đen thì nó là 45.000, keo đen thì nó dày hơn, nó đặc hơn các bạn. Bạc đặc hơn, dùng nó thích hơn. Thường thì các bác hay chọn như này các bạn. Các bác mà dùng những cây cảnh hoa lan thì các bác hay chọn keo màu đen, còn những các bác dùng những cây cảnh khác như là những cây bonsai hoặc cái gì thì các bác hay chọn cái keo Mỹ Tiến này. Đấy. Humic các bạn, humic acid này. Humic này có ham humic này 35.000. 35.000 một lọ. Phân bón lá Gromo thì em có 30 10 10 và 6 30 30, 20 đều thì nhà em đang hết. Thì còn có hai loại này thì là 25.000 một lọ các bạn. Đấy, đấy là phân thuốc này, ngoài ra kẹp ạ. Kẹp thì nhà em có kẹp đây này, kẹp nhỡ đây các bác. 500 đồng một cái kẹp này. Kẹp to em vẫn có 700 đồng một cái này. To kẹp này kẹp 2 sen cơ. Các bác kẹp những cái dòng thân to như là dendro thì các bác có thể dùng kẹp này. Kẹp này rất là to. Còn không thì các bác mua kẹp nhỡ là được. Nhỡ em có một loại kẹp nhỏ nữa. Kẹp nhỏ nữa 300 đồng, nó nhỏ hơn cái kẹp nhỡ này một tí. Đấy, Chicho Đầm Ma thì gói 1 cân là 40.000, còn gói 1 lạng này là 10.000. Đấy là phân thuốc ạ.
thì các bác cần loại nào, hoặc là các bác yêu thích dòng hoa thì các bác liên hệ em. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video và cảm ơn các bác đã ủng hộ em.